Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa. Namo tassa bhagavato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato to samma sambuddhassa. Rồi, mời ngồi xuống ạ. Trong cái khóa trước á, là thầy thấy một số Phật tử đặt ra một vài câu hỏi, mà cái câu hỏi đó đó là chứng tỏ rằng là chưa hiểu về cái tục đế và chân đế. Cho nên á, hôm nay thầy sẽ trình bày nội dung là có hai vấn đề, nhưng mà hai vấn đề này á là nó lại có liên hệ với nhau. Thầy á thì thầy định nghĩa thiền là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thiền là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cho nên đó là ở trong này nó có hai điều, là khi mình điều chỉnh nhận thức thì mình phải hiểu nhận thức như thế nào. Tức là mình phải hiểu rõ cái nội dung của sự nhận thức, cái tính chất của sự nhận thức. Và thứ hai á, là cái đối tượng của nhận thức. Vì thực ra nhận thức á, là cái chính. Còn hành vi á, thường thường á, là mình cho hành vi á, là chính. Thì thực ra cái nào cũng đúng cả. Nhưng mà hành vi đó thì là ai cũng có hành vi hết. Thậm chí là một con thú nó cũng có hành vi của nó. Nhưng mà cái quan trọng là nhận thức. Cho nên thiền tức là nhận thức đúng bản chất của sự thật. Vậy thì là bản chất của sự thật thì cái đó nó thuộc về là đối tượng. Còn mà nhận thức được bản chất của đối tượng, bản chất sự thật thì đó là cái nhận thức. Vì nhận thức từ nó cũng là một hành vi, có phải vậy không? Nhận thức là một hành vi, bởi vì á hành vi là gồm có thân, khẩu và ý. Thì có những cái hành vi nó thuộc về thân, có những hành vi nó thuộc về khẩu, có những hành vi nó thuộc về ý. Mà hầu hết những cái mà phát xuất ra cái hành vi về thân, về khẩu á thì lại là từ cái hành vi của ý. Cho nên đó là ý vẫn nắm một vai trò quan trọng. Vì vậy cho nên đó là mình cần phải biết rõ có bao nhiêu loại nhận thức và đối tượng của các nhận thức đó là cái gì. Đó là cái điều mà mình cần phải thấy cho thật rõ. Bởi vì nếu mà mình không có thấy rõ được cái điều này á, thì mình mà mình cứ hành thiền hoặc là mình đề cập đến những cái phương diện khác thì nhiều khi mình vẫn là rất dễ sai lầm. Cho nên là cái chính yếu trong thiền á là phải có hiểu được thế nào là nhận thức đúng và có bao nhiêu loại nhận thức và đối tượng của nhận thức là gì. Nếu mà quý Phật tử có đọc cái cuốn Sống Trong Thực Tại thì thầy có phân có là phân biệt rất rõ các cái loại nhận thức. Và ở trong cái cuốn Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển thì thầy có đề cập rất rõ về cái đối tượng của nhận thức.
trong cái cuốn Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển á, thì thầy có đề cập cả hai mặt, tức là một mặt là cái nhận thức và một mặt là đối tượng của nhận thức. Trong đó là có nói rồi. Và thực tế hơn nữa, tức là khi mà thầy phân tích ở trong cái cuốn và Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển á, thì thầy nói có vẻ theo kinh sách một chút. Nhưng mà khi qua cái cuốn và sống trong thực tại á, thì thầy nói thực hơn, phân tích theo cái thực nhiều hơn. Vậy thì bây giờ á, trước hết là nói theo mình cứ nói theo cái thực ha, tức là mình cứ phân tích theo cái mà cái điều kiện thực á, thì mình có xem thử là có bao nhiêu cái loại nhận thức. Nhận thức tức là cái tâm của mình á được định nghĩa là tánh biết. Bởi vì cái tâm của mình á là biết được đối tượng. Tâm là biết được đối tượng. Cái định nghĩa của chữ tâm, tâm tức là biết đối tượng. Như vậy thì cái chữ tâm có nghĩa là tánh biết. Khi mà thầy dùng chữ tánh biết thì có nhiều người là hơi phản ứng. Nhưng mà có lẽ là tại vì họ không đi sâu vào cái định nghĩa của chữ tâm ở trong vi diệu pháp. Trong vi diệu pháp cái chữ tâm được định nghĩa là biết pháp, hay là biết đối tượng. Như vậy thì là bản chất mà của cái tâm là biết. Vì vậy cho nên mình gọi là tánh biết. Tánh tức là bản chất. Thành ra là cái tâm là cái bản chất của cái tâm là biết pháp. Như vậy là khi mà mình nhận thức một đối tượng, biết một đối tượng, thấy một đối tượng, thì trong cái nhận thức một đối tượng á, thì nó gồm có là qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Tức là ví dụ như khi mắt mình thấy sắc, hay là tai mình nghe âm thanh, hay là mũi mình ngửi cái mùi, lưỡi nếm vị, hay là thân tiếp xúc. Và cái ý biết pháp thì cái đó là đều là nhận thức hết. Nhưng mà theo thầy ấy, là nó có hai loại nhận thức. Thực ra nói hai loại nhận thức, trên thực tế nó là một. Nhưng mà mình phải phân biệt ra là nó có hai loại nhận thức. Bởi vì cái nhận thức thứ nhất ấy, là cái nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tức là khi nào mà nó có cái đối tượng mà cái tâm của mình khởi lên để nắm bắt cái đối tượng đó, thì lúc đó là mình gọi là nhận thức qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng mà bởi vì cái tâm thì nó là không phải là chỉ khi nào mà có đối tượng khởi lên rồi mình mới là nhận thức cái đối tượng đó, mới là cái tâm mới có. Bởi vì nếu mình nói là tâm biết pháp, nhưng mà có những cái lúc mà nếu không có đối tượng để biết, thì lúc đó cái tâm nó nằm đi đâu? Thực ra cái tâm mình nó vẫn biết, mà nó biết ở dưới nhiều hình thức khác. Ví dụ như là biết một cách vô thức. Vô thức là không biết, nhưng mà có những cái biết là cái biết vô thức. Vì vậy cho nên mình sẽ phân tích xem có sự là có bao nhiêu cái loại biết. Chẳng thôi mình cứ tưởng rằng là chỉ có biết trên cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thôi. Trên thực tế là cái biết nó rất là đa dạng và ở rất nhiều dưới cái hình thức khác nhau. Đầu tiên là cái biết của giác quan, tức là cái biết của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thí dụ như mắt mình thấy sắc, tai mình nghe âm thanh, hay là mũi mình ngửi mùi, lưỡi mình nếm vị, thân tiếp xúc, thì cái đó đó là cái biết của giác quan. Còn ý biết pháp là riêng.
ý biết pháp là riêng, mà cái biết của mắt tai mũi lưỡi thân ý của thân là riêng. Mắt tai mũi lưỡi thân ý thì là sáu cái biểu hiện của cái biết. Nhưng mà trong đó có năm cái biết thuộc về giác quan. Cho nên là mình tạm thời dùng cái từ là giác đi. Chữ giác này là giác quan, cái giác này không phải là giác ngộ mà là cái biết của giác quan, cho nên mình tạm thời mình dùng cái từ đó là giác đi. Đó là cái loại biết thứ nhất. Cái loại biết thứ nhất này á, nó có một cái đặc tính lạ lùng, đó là cái biết thô sơ nhất. Biết thô sơ nhất tức là khi mà mắt chị mới thấy sắc, tai chị mới nghe âm thanh thôi á, thì cái biết đó là cái biết thô sơ. Nhưng mà cái biết thô sơ này á, đối tượng của cái biết thô sơ này á lại là đối tượng thực tánh. Cái biết của mắt tai mũi lưỡi thân á có thể là sai, nhưng mà nó vẫn là trực giác, người ta gọi là trực giác giác quan. Trực giác giác quan tức là cái biết trực giác, nhưng mà cái biết trực giác của giác quan thì nói lại vì lệ thuộc vào cái tính chất của giác quan, cho nên đó, cái biết đó có thể là bị giới hạn. Thí dụ như thế này là mắt thầy bị cận thị thì sẽ khác với một cái người mà mắt sáng 100%. Cái người mà mắt sáng 100% thì nhìn một cái vật rõ ràng. Nhưng mà thầy mắt cận thị thì sẽ nhìn cái vật đó nó mờ ảo hơn. Nhưng mà dù mờ hay là rõ thì đối tượng vẫn là đối tượng thực tánh. Đối tượng thực tánh là gì? Đối tượng thực tánh tức là đối tượng bản thân nó như nó là, chưa qua sự lý của tâm trí của mình. Tức là chưa qua tưởng tượng, chưa qua đánh giá, chưa qua bất kỳ một cái nào chủ quan hết. Mà mình chỉ thấy nó như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Thành ra là khi nghe, tự nhiên mình nghe một cái tiếng gì đó, thì cái âm thanh mà mình nghe đầu tiên đó là của cái nhị thức. Hay là mình có một cái gì đi ngang qua đó, thì cái mà mình thấy đầu tiên đó là nhãn thức. Nhưng mà sau đó thì mình lại là xác định đó là cái vật gì, rồi mình thích thấy ghét, thì lúc đó là nó qua sự lý của cái tâm của mình rồi, cho nó không còn là chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ xúc chạm như là lúc đầu. Cái mà chị nghe, chị thấy, chị xúc chạm như lúc đầu á, thì cái đó là cái biết của trực giác giác quan. Cái biết trực giác giác quan này thì như hồi nãy thầy nói đó, tức là nó vẫn có thể sai. Nó có thể sai. Sai tức là chữ sai ở đây đó là nó không cái mà hình ảnh của cái vật đó qua con mắt của mình hay là qua cái lỗ tai của mình đó, nó có thể là không giống với cái mà thực của nó. Tuy nhiên là nó vẫn là cái sự tiếp thu của nó đó, vẫn là vẫn chưa xử lý. Khi chưa xử lý chủ quan thì nó vẫn là thực tánh. Như vậy á, như vậy ở đây mình cũng rút ra được một điều thế này. Thực tánh không phải là cái mà mình thấy rõ hay là hay mờ, mà là thực tánh là cái mà mình thấy khi mình chưa để cái tâm trụ quan vào. Có nghe có rõ điều đó không? Bởi vì phải thấy rõ cái điều này mới được. Không thôi nhiều khi mình cứ tưởng là tôi mắc mắc tôi cần thì cho nên là tôi thấy cái cột này mờ mờ, vì vậy cho nên tôi muốn biết thực tánh của nó thì tôi phải tới gần để tôi coi như thế nào. Không phải, thực ra khi mình tới gần, muốn tới gần để xem nó như thế nào đó, thì lúc còn không còn thực tánh nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì lúc đó đó là cái ý chủ quan của mình xen vào rồi. Cái ý muốn biết là nó như thế nào, tức là cái ý chủ quan nó đã xen vào. Khi cái ý mà chủ quan xen vào như vậy
thì không còn là thực tánh nữa. Cho nên ngay cái lúc mà mình mới thấy, mới nghe, mà chưa có cái ta vào trong đó, chỉ có trong thấy, chỉ có thấy, trong nghe, chỉ có nghe thôi á, thì lúc đó mới là cái thấy thực tánh. Tuy nhiên cái thấy thực tánh này đó là cái thấy thực tánh một cách tự nhiên, mà cái người thấy thực tánh đó đó vẫn không biết đó là thực tánh hay là không thực tánh. Tức là chị biết nó như vậy thôi, nhưng mà không hề biết đó là thực tánh hay không thực tánh. Cho nên ở đây cái mức độ của giác tri, giác tri ở đây thầy nhắc lại là giác tri là cái biết của giác quan. Ở nơi mức độ cái biết của giác quan thì vẫn chưa phải là giác ngộ được. Mặc dù giác ngộ là gì? Giác ngộ là thấy ra được thực tánh của pháp. Nhưng mà bây giờ ở cái biết của giác quan là nó đã thấy ra thực tánh rồi, vậy mà nó vẫn không giác ngộ. Tại vì sao? Tại vì mặc dù nó thấy được thực tánh, nhưng mà là nó lại không biết đó là thực tánh. Ví dụ như là con chó, nó có thể là thấy vật này vật kia đúng với thực tánh hơn là mình. Tại vì mình khi mình thấy cái này cái kia đó là mình thấy qua cái đánh giá chủ quan của mình rồi. Nhưng mà nó thì nó thấy trung thực hơn. Nhưng mà nó thấy trung thực hơn mà nó vẫn không giác ngộ. Vì vậy cho nên cái mà cái thấy đầu tiên của giác quan mà tra lại cái thấy đúng với thực tánh là tốt. Nhưng mà chỉ có cái thấy của giác quan không thôi thì vẫn chưa phải là cái thấy giác ngộ. Vậy thì là mình thấy được cái thực tánh, nhưng mà không giác ngộ ra được là thấy được thực tánh, thì như vậy vẫn chưa phải là thiền. Bước qua một cái giai đoạn thứ hai, đó là cái giai đoạn của tượng tri. Tức là cái lúc đầu á là cái biết của giác quan là cái biết lấy đối tượng thực tánh. Nhưng mà bắt đầu á là mình hình thành khái niệm về cái đối tượng đó. Như thử hồi sáng nay á, thầy mới nói chuyện với một Phật tử. Thì cô Liệu Đánh á là cô hay đem cái con mít ta đi tắm. Mà nó là không biết tại sao nó nghe cái mùi xà bông hay là nó nghe hay là cái nước nữa sao, mà mỗi lần nó mà nó đi tắm là nó sợ lắm. Nhưng mà có cái là thế này, nó lại hiểu được. Thế cái mỗi lần cô đi lên bây giờ là bắt đầu á thì nó cảm nhận được, nó cảm nhận được là cô lên tắm cho nó là nó trốn xuống dưới cái ghế. Nhưng mà bởi vì mỗi lần mà tắm như vậy á, cô lại nói tắm. Tức là một cái kêu bằng cái gì phản xạ có điều kiện á. Tức là mỗi lần mà cô nói tắm, cô đi tắm cho nó đó, thì cô nói tắm. Nó kỳ đi tắm. Thành ra bây giờ là cái chữ tắm này nó trở thành là nó đã hình thành khái niệm về cái chữ tắm rồi. Thì từ cái chỗ đó đó thầy mới rút ra một cái bài học. Như vậy tại khái niệm là gì? Tượng tri đó là dùng một khái niệm quá khứ để mà biết cái đối tượng. Hồi nãy thầy nói mắt tai mũi lưỡi thân á thì thấy nghe cái đối tượng đó một cách trực tiếp, cho nên đối tượng đó là thực tánh. Còn bây giờ đó, đối tượng không còn là thực tánh, mà đối tượng là khái niệm. Tức là nó, bây giờ cái khái niệm đó nó có hai cái khái niệm. Lúc đầu đó thì là nó nhận ra cái việc đi tắm. Nó nhận ra cái việc đi tắm thôi. Chứ nó chưa biết cái chữ tắm, nó không biết chữ tắm là cái gì hết. Nó không hiểu cái chữ tắm là cái gì cả. Thì lúc mà nó chỉ biết là mỗi lần mà cô đến
bắt nó đi đi thì nó cảm nhận được cái việc là bắt nó đi vào phòng tắm để tắm, là nó nhận được cái đó. Nhưng mà là nó vẫn chưa biết chữ tắm là gì. Nhưng mà sau nhiều lần á, thì bây giờ cô chỉ mới nói chữ tắm thôi một cái là nó chạy trốn liền. Như vậy bây giờ là nó đã hình thành ra về mặt đối tượng, lát nữa thầy sẽ nói sau. Nhưng bây giờ nhân tiền thầy nói cái này một chút, tức là khi mà ban đầu á thì nó là hình thành cái kinh nghiệm, hình thành một cái kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm này đó thì là kinh nghiệm trên cái sự kiện, tức là có hình thành kinh nghiệm. Cái sự kiện đâu, cái sự kiện đó, cái sự kiện mà nó nhận được á thì nó vẫn làm. Ví dụ như thấm thì nước lên trên thân nó, tức là thân xúc, phải không? Tức là thân xúc, tức là nước nó lành, hoặc là cái mùi xà bông là thơm, hay là đối với nó là hôi, hay là không biết nữa. Đối với mình thì thơm, nhưng mà đối với nó hôi cũng có. Cho nên là nghe cái mùi xà bông, rồi cái nước dồi lên trên người nó, thì nó tạo thành một cái cảm giác. Mà cái cảm giác đó, đó thì lúc đầu đó, thì cái cảm giác đó là thực tánh. Chút nữa thầy sẽ phân tích cái thực tánh người kia sau, tức là phân tích đối tượng sau. Tại vì bây giờ thầy đang nói về cái nhận thức. Thì cái kinh nghiệm đó đó, từ cái kinh nghiệm đầu tiên, từ cái đầu tiên chưa thành kinh nghiệm, cái đầu tiên mới đại nghiệm á, thì nó là thực tánh. Nhưng mà khi trở thành kinh nghiệm á, thì nó lại trở thành ra là khái niệm. Tức là nó hình thành khái niệm. Hình thành khái niệm á, thì cái khái niệm nó lại là nó xếp vào quá khứ. Cho nên bây giờ đó, hệ có một cái hình ảnh gì đó mà biểu hiện cái trường tắm, là những cái khái niệm mà nó hình thành trong cái kinh nghiệm của nó đó, là nó hiện ra. Lúc đầu thì như vậy, nhưng mà sau này đó, thì nó thêm một chữ tắm nữa. Tức là nó khái niệm lúc đầu á gọi là vật khái niệm, tức là nghĩa khái niệm. Nhưng mà bây giờ đó thì nó trở thành là danh khái niệm, tức là cái khái niệm đã được gọi tên, được mã hóa thành một chữ tắm. Bây giờ nó nghe chữ tắm là là nó sợ rồi. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt là thế này: khi nó nghe chữ tắm mà thầy nói thì không sao. Thầy nói thì không sao. Ví dụ như bây giờ thầy hỏi cô Liệu Tánh là nó tắm chưa chẳng hạn, thì bởi vì khi hoặc là thầy nói cái gì mà có chữ tắm á, thầy nói là thôi để thầy đi tắm nghe, ví dụ nói vậy, thì nó không sao hết. Tức là ở đấy cái con chó đó, nó có hay một cái chỗ là mặc dù nó có cái danh khái niệm rồi, nhưng mà cái mà cái vật khái niệm á, cái vật khái niệm á là nó chỉ có, nếu mà nó chỉ nghe cái danh thôi, chỉ nghe chữ tắm thôi, thì nó không hình thành cái gì cả. Nhưng mà khi nghe cái tắm, mà nếu là cô Liệu Tánh nói, mà khi cô Liệu Tánh nói mà nói bình ngày lúc bình thường á, cô nói mà không đi tắm á thì thôi. Nhưng mà khi cô lên cô muốn nó đem nó đi tắm, thì cô nói chữ tắm á, thì nó vừa là cả cái danh khái niệm mà vừa cả vật khái niệm. Tức là bây giờ nó có luôn cả hai khái niệm. Thì cái này chút nữa thầy sẽ phân tích rõ hơn. Nhưng mà ở đây á, tại vì thầy muốn nói qua một chút xíu cái đó, là để nói cái mà dựa cái nhận thức của giác quan mà mình gọi là trực giác giác quan. Thì đi đến một cái thứ hai, đó là hình thành cái tượng tri. Tức là cái thứ nhất á, là giác tri. Bây giờ đến tượng tri. Tượng tri tức là một
hình thành khái niệm đối với một cái vật gì đó mới mẻ, thì mình cũng cố ghi nó lại thành cái hình ảnh, hoặc là mình cũng cố gắng mà đặt cho nó một cái tên. Thì cái đó là cái mà hình thành khái niệm. Mình như hồi nãy hình thành khái niệm là thầy nói, lúc đầu thì hình thành qua cái bắt đầu á là trải nghiệm, sau đó là hình thành kinh nghiệm và đặt tên cho nó. Đó là cái quá trình của cái khái niệm hóa. Thì cái tượng ti đó, tức là bây giờ cái biết qua khái niệm đó. Thí dụ như bây giờ thầy nói Đức Phật, thì không ai biết Đức Phật là ai cả, không biết Đức Phật ra sao cả. Nhưng bây giờ mỗi người đều có thể tưởng ra một vị Phật. Ở trong đầu óc mọi người đều có một vị Phật hết. Thầy nói Đức Phật ngồi thiền, thì không tin là bây giờ đưa cho mỗi người, trong đầu óc nó hình thành rồi. Khi thầy nói Đức Phật ngồi thiền, thì trong đầu óc mọi người đều có hình thành cái hình ảnh Đức Phật ngồi thiền hết. Rồi bây giờ thầy nói là bây giờ vẽ ra cái hình ảnh mà Đức Phật ngồi thiền đó ra sao, thì mỗi người là có một cái tượng riêng. Mọi người sẽ có một cái hình ảnh Đức Phật ngồi thiền theo kiểu của mình. Hoặc là nếu mà tất cả cái lớp này cùng đều học một cái cách ngồi thiền nào đó, của một cái trường phái nào đó. Giả sử như bây giờ tất cả chúng ta đều có học một cái trường phái ngồi thiền nào đó, là hai chân phải ngồi thế này, hai tay phải ngồi thế kia, chắc chắn là sẽ thầy nói là vẽ cái tượng Phật ngồi thiền, hoặc là Đức Phật thầy nói là Đức Phật ngồi thiền. Rồi bây giờ vẽ ra đi, bây giờ mỗi người vẽ ra thì Phật ngồi thiền sao, thì đều vẽ giống nhau. Tại vì sao? Vì cái khái niệm đó là cái khái niệm mà đã học ở một ai đó, cho rằng tay phải phải để lên tay trái, cho rằng chân phải phải để lên chân trái, cho rằng là phải ngồi thẳng, ngẩng đầu lên hay là cúi đầu xuống gì đó. Cho nên bây giờ ai cũng vẽ giống nhau theo một khái niệm chung. Cái mà thầy nói ra là Đức Phật ngồi thiền thì là một cái tên một cái ngôn ngữ thôi. Cái ngôn ngữ đó là tạo nên cái tên gọi thôi. Nhưng bây giờ mỗi người là hình thành ra một cái tượng. Cái tượng đó, nó mới là tạo ra một cái Đức Phật ngồi thiền. Mà Đức Phật mỗi người là vẽ một khác. Người thì vẽ Phật mặt dài, người thì vẽ Phật mặt tròn, người thì vẽ Phật ốm, người thì vẽ Phật mập. Nhưng mà có thể là vẽ giống nhau. Ví dụ như bây giờ tất cả những người đó đều theo tịnh độ, thì họ sẽ vẽ một vị Phật là giống như là cái tượng mà A Di Đà mà thường thờ trên bàn thờ. À, thực ra đó không ai thấy Đức Phật A Di Đà ở đâu, nhưng mà bây giờ nói vẽ Phật A Di Đà là vẽ được liền. Như vậy á, như vậy vẽ Phật A Di Đà là vẽ Phật thật hay là vẽ cái khái niệm của mình, vẽ khái niệm của mình, phải không? Đó chính là tượng trì. Hầu hết chúng ta biết cái này cái kia, biết đủ thứ chuyện. Có nhiều người nói rành lắm, nói rất là rành rẽ, nói đủ thứ chuyện, nhưng mà thực ra chưa biết gì hết. Không biết thật sự nó ra sao. Ở nhà trường á, học cái cây đu đủ á, là nó lá như thế này, thân như thế này, trái như thế này, biết hết trơn á. Vậy mà có một người Phật tử đến cái chùa của thầy ở trên núi á, đứng dưới cây đu đủ á, mà hỏi là sao thầy không trồng đu đủ mà ở đây trên núi mà sao không trồng đu đủ để ăn thầy. Trời ơi, mà nguyên một dãy đu đủ nằm đó mà không thấy. Tại vì á là khi mà họ học cái cây đu đủ á, thì là họ hình thành một trong cây đu đủ một cái lá cái kiểu khác. Tức là họ nó không giống gì cái cây đu đủ mà đang đứng trước mặt họ hết trơn. Về lúc đó là cái cây đu đủ là cây đu đủ mà do họ tưởng ra thôi. Do đó đó, nhiều khi có những cái điều mà mình học, nhưng mà nó vẫn là tượng trì chứ chưa phải là thấy thực. Tức là cái biết và cái biết qua tưởng tượng thôi, chứ chưa phải là biết thực. Nhưng mà rồi á, hồi nãy thầy nói á,
Bây giờ nếu mình học, giả sử như mình theo cái tông phái đó, cái tông phái đó nói rằng là Phật là phải mặc lộ tai phải như thế này, rồi cái mũi phải như thế kia, rồi cái lưỡi phải thế nọ gì đó. Học xong rồi cái, cho nên bây giờ là mình sẽ vẽ Đức Phật theo cái kiến thức mà mình có. Hoặc là khi mà nói tới Phật thì mình sẽ biết Phật qua cái mà kiến thức mà mình có. Thì khi mà mình biết qua cái kiến thức á, thì lúc đó gọi là thức thi. Hầu hết những cái biết của mình á, trong cuộc sống này á, là cái biết của thức thi. Thức thi đó là nó có cộng cái giác thi với tượng thi vào để hình thành ra thức thi. Ví dụ như mà rất nhiều người Phật tử rất giỏi Phật pháp, giỏi Phật pháp cực kỳ luôn, chẳng phải là người giỏi sơ sơ. Nhưng mà nhiều khi á, cái thực thì hoàn toàn không biết. Nói bao nhiêu tâm này tâm kia đủ thứ, nói tâm sợ này tâm sợ kia đủ thứ, nhưng mà ngay cái tâm của mình đang khởi lên là tâm gì thì không biết. Cái tâm của mình đó là tham hay là sân hay là đang ngạ màng hay là đang tự ái hay đang cái gì đó thì không biết, tức là hoàn toàn không biết cái thực đó. Mà cái tâm nó đang cứ nghĩ đến cái chuyện là, giả sử giờ cái người đó hiểu cái tâm theo nghĩa này, bây giờ có một người nói cái tâm theo nghĩa khác một cái là nội sân liền, nhưng mà rõ ràng là biết cái tâm rất rõ, biết cái có bao nhiêu loại tâm, tâm gì ra sao, có bao mỗi cái tâm nó có bao nhiêu tâm sở, nói rất rõ. Nhưng mà đùng phải một cái là nội sân lên, thì tại sao nội sân lên lại không thấy? Tức là chỉ thấy qua kiến thức chứ không có thấy cái thực, chỉ thấy qua kiến thức thôi. Kiến thức thì nói rất hay, nói rất tài, nói rất nhiều thứ, nhưng mà cái thực cái thì không thấy. Cũng chính vì hiểu theo kiến thức này mà nó sinh ra thiền, nó mới sinh ra nhiều trường phái. Ví dụ một bài kinh Tứ Niệm Xứ, đơn giản là Đức Phật, mục đích Đức Phật ngài nói bài kinh Tứ Niệm Xứ là để cho mình luôn trở về để thấy mình, thấy thân mình đang làm gì, thấy mình cảm thọ như thế nào, thấy tâm mình đang như thế nào, thấy sự tương giao giữa mình với các pháp bên ngoài như thế nào. Mục đích là để mình trở về để thấy ra rõ tất cả những cái đó. Thế nhưng mà mình sẽ đặt ra một phương pháp niệm thân, đặt ra phương pháp niệm thọ, đặt ra phương pháp niệm tâm, và cho rằng là qua phương pháp mình là mình hành tứ niệm xứ. Nhưng mà như vậy á, tức là đang tổ chức theo kiến thức chứ không phải là tổ chức theo cái thực. Cũng như niệm hơi thở, bây giờ mình nói niệm hơi thở. Niệm hơi thở là sao? Niệm tức là trở về với hơi thở, trọn vẹn là mình đang thở, trong sáng lúc mình đang thở, như vậy gọi là niệm hơi thở. Nhưng mà bây giờ trở thành là niệm hơi thở phải để lỗ mũi, niệm hơi thở phải để nơi bụng, niệm hơi thở phải đưa đi theo sau lưng, đi lên trên đầu, rồi đi xuống, rồi đi ra, thở ra, rồi hít vô, rồi đi xuống trước bụng, rồi đi xuống tới dưới bụng, rồi đi lên, rồi đại khái vậy. Thì cái đó là mình đã đặt ra một cái phương pháp theo cái kiến thức của mình. Như vậy á, là Phật giáo bị tiêu hoài là vì sao? Phật giáo bị tiêu hoài là bởi vì những điều Đức Phật nói đều là nói ra từ sự thật. Nhưng mà khi mình hiểu thì lại mình hiểu qua kiến thức, rồi đem kiến thức đó ra mà áp dụng, thì thực ra là mình đang hành theo cái kiến thức của mình chứ không phải là hành theo lời Phật dạy. Quý vị có nghe, có hiểu cái ý thầy nói không? Rất nhiều người như vậy, rất nhiều người học Phật pháp nhưng mà không thấy cái thực,
không vận dụng Phật pháp trên cái thực mà Đức Phật Ngài nói, mà lại là dựa trên kiến thức mà mình thu thập được từ trong Tam Tạng Kinh Điển. Mà kiến thức mà thu thập từ trong Tam Tạng Kinh Điển ấy, thì chỉ là một phần rất nhỏ của những cái điều mà thực sự Đức Phật Ngài biết. Thầy thường hay lấy cái ví dụ là nói là cái ông kỹ sư mà ông chế ra cái chiếc xe Toyota. Bây giờ có người nhà quê lên mới hỏi là cái đó là cái gì vậy anh? Thì ông kỹ sư đó ông nói đó là chiếc xe Toyota. Thì ông nói hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng mà bây giờ cái ông nhà quê này ông sẽ biết bao nhiêu về cái chiếc xe Toyota? Trong khi cái ông kỹ sư mà làm chiếc xe Toyota đó, thì khi ông nói đây là chiếc xe Toyota đó, thì ông lại biết rất nhiều. Ông biết rất nhiều về chiếc xe Toyota đó. Nhưng mà ông chỉ nói đây là chiếc xe Toyota thì vẫn hoàn toàn đúng sự thật. Thì cái ông nhà quê ông là cũng nói đây là chiếc xe Toyota. Ông cũng nói y chang vậy chứ không có trật tự nào hết đâu. Ông cũng nói là có người hỏi ông lại là cái gì đó. Ông cũng nói đây là chiếc xe Toyota. Nhưng mà trong khi ông nói đây là chiếc xe Toyota thì ông đâu có biết là trong đó nó có những cái bộ máy như thế nào. Bằng cái gì là ông biết. Tại vì ông nói đây là chiếc xe Toyota nhưng mà ông lại vẫn tưởng tượng là trong đó là tùy theo mọi người. Cho nên là mỗi người sẽ tưởng tượng ra đây là chiếc xe Toyota theo một kiểu khác. Rồi bắt đầu đem về. Mấy là mô phỏng theo trí nhớ của mình, tức là tượng thi á, theo trí nhớ của mình mới làm ra một chiếc xe Toyota. Thì cái xe Toyota mà cái ông này làm ra đó, rồi biểu người khác phải là từ nay về sau tất cả các người đều phải học cái Toyota này này. Cái Toyota kiểu đó. Nó đâu có được đừng làm thật đâu. Mà biểu người ta phải học. Cho nên á, đó chính là lý do vì sao mà Phật giáo càng ngày càng bị tiêu hoại. Vì vậy cho nên là cái giác tri, cái tượng tri, cái thức tri nó vẫn chỉ là những cái biết mà tất cả chúng ta đều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cái đối tượng của cái giác tri đó thì nó là thực tánh. Nhưng mà đối tượng của cái tượng tri và thức tri này á, thì phần lớn nó là chế định hay là khái niệm. Như vậy á, là ở nơi giác tri á, thì nó chỉ có là hình ảnh rõ hay mờ. Vậy thôi. Chứ thực ra là chưa có đúng hay sai. Đúng hay sai là khi nào mà mình có đánh giá kia, cái đó mới là đúng hay sai. Ví dụ như là mình thấy mờ cái sợi dây thì đâu có sao. Thấy mờ sợi dây thì mình chỉ thấy sợi dây mờ thôi, nó chưa có sao hết, thì nó vẫn đúng. Nhưng mà bây giờ mình lại tưởng tượng ra thành con rắn, tưởng tượng ra thành con rắn tức là do thức tri, và đồng thời đó là cũng do thức tri, tức là bởi vì mình biết cái con rắn đó nó là như thế nào, con rắn độc, con rắn như thế nào đó, cho nên bây giờ mình mới nói đó là con rắn. Cái sợi dây nó xanh cho nên mình nói là rắn lục chẳng hạn như vậy. Tức là lúc đó đó là nó là cái tưởng tượng và cái mà kiến thức của mình xen vào. Thế thì á, trong đời sống của mình á, có một điều mà mình ít khi tự hỏi lại là liệu tất cả những cái mà mình biết là có thực hay không, hay là tất cả những cái biết của mình á đều là tưởng tượng và đều là dựng lên bởi một số kiến thức.
Có khi nào mình xét lại như vậy không? Thí dụ như có một câu chuyện thế này. Có một cái ông giáo sư, mỗi ngày ông đến trường thì là ông thấy một cái ông phu quét rác, quét trường á, ông phu quét trường. Thì ông giáo sư đi vào một cái thì lúc nào mà gặp cái ông phu quét trường đó đó thì ông đều là chào giáo sư. Thì ông giáo sư ông vẫy tay chào chào lại. Và trong cái vẫy tay chào chào của ông á thì ông rất xem thường, bởi vì nói là cái ông này là cái phu quét trường thôi chứ có gì. Còn mình là một giáo sư. Cho nên là ông cứ nghĩ rằng là mình giỏi hơn cái ông phu quét trường đó. Cho nên rất coi thường cái ông phu quét trường. Thế thì là một hôm á, ông giáo sư đó ông đi vào trong cái quán ăn thì thấy cái ông phu quét trường á cũng đi vào quán ăn. Mà lúc đó trong cái chỗ nó hết chỗ ngồi rồi. Cho nên hai người ngồi vô một cái bàn. Hai người ngồi vô một cái bàn á thì bắt đầu mới là hai người mới qua lại cái câu chuyện. Thì ông giáo sư ông trình bày một cái câu chuyện gì đó mà đại khái là ông sống trong đời sống đó ông đang gặp một cái bế tắc gì đó. Thì ông kia ông là giải quyết được cả. Cái ông mà phu quét rác đó thì ông lại giải quyết được cả. Bởi vì cái ông này là ông có cái ông có trải nghiệm thực, ông có sống thực. Tức là ông hiểu biết, ông nhận thức cái cuộc sống bằng những cái thực. Cho nên á bây giờ ông này thì là giáo sư, thì giáo sư dạy toán, mà bây giờ gặp chuyện rắc rối là rắc rối tình cảm gia đình. Hai cái chuyện đó nó không ăn thua gì với nhau cả. Thì toán thì mình lên là cứ căn số đồ gì là làm rất là lẹ làng ở trên bảng, là dạng cho học sinh là rất tài tình. Nhưng mà bây giờ về nhà thì là tình cảm gia đình rạn nứt rồi, không biết làm sao. Bởi vì thực không có cái trải nghiệm sống thực, không có cái nhận thức thực về cuộc sống, mà nhận thức toàn là toán lý hóa gì đó. Vừa ngày hôm qua đó, hôm qua thầy đi hôm thứ sáu á, thầy đi trên núi Dinh về á, thì trên xe là có mấy người ngồi phía sau á, mới nói rằng là con của tôi á nó không có lên hàng giỏi được, nó cứ hàng khá thôi, nó không có lên hàng giỏi được. Bây giờ làm sao mà để cho nó phải khuyến khích nó, làm sao mà để cho nó lên hàng giỏi? Thế thì thầy mới thầy tự nhiên thầy cũng nghĩ rằng là không biết là nếu mà phấn đấu cho lên hàng giỏi á thì nó có thể là thành công, nhưng không biết có thành nhân không. Có thành công á, chứ còn thành nhân thì chưa biết có thành nhân hay không. Bởi vì á thành nhân á thì phải học chính cuộc sống. Thành nhân là phải học trong cuộc sống, phải học cách ứng xử trong cuộc sống, phải học cách nhận thức cuộc sống, chứ không phải là học toán giỏi. Vừa rồi thầy ra Hà Nội, thầy nói là giáo dục con cái như thế nào. Cha mẹ mà làm bác sĩ là muốn con làm bác sĩ. Cha mẹ làm cái nghề gì là muốn con làm nghề đó. Nhưng mà con cái nó đâu có giống mình. Con cái nó mỗi đứa nó mỗi khác, nó tính ý nó mỗi khác, cái khuynh hướng, cái nghiệp mình, tất cả mọi thứ nó khác. Cho nên làm sao mà mình lại là mình nó thường thường là cứ áp đặt cái quan điểm của mình, áp đặt cái kinh nghiệm của mình, áp đặt những khái niệm của mình cho con cái. Đó là sai lầm rất lớn. Cha mẹ chỉ biết dạy con cái mà không biết học con cái. Phải biết học từ con cái, phải biết lắng nghe con cái. Để xem thử là nó có cái khả năng gì. Bây giờ đứng kém học từ lớp 1 cho đến lớp 12 thì là toàn là hàng kém không. Nhưng mà tại sao? Chưa hẳn là một cái em học kém hoặc là chú tâm không chú tâm học được, chưa chắc đã là hư hỏng hoàn toàn.
mà mình phải xem coi thử là nó khuynh hướng gì mới được. Tức là ý thầy nói là thực ra kiến thức mình học kiến thức nó thật nhiều, mà cái lối học của mình á là người mà học cứ thuộc lòng, học nhào đi nhào lại hoài cho nấu cho chín ấy. Thì cái kiểu học đó đó là cái kiểu học cũng được. Rồi cái cách giáo dục của mình á, của cha mẹ đối với con cái, rồi của thầy đối với trò, thì toàn là dừng lại ở ngang đến cái chỗ mà tượng ti mới dắt với thức ti nhiều hơn. Nhưng mà nó có một cái, nó có một cái là linh tri. Cái linh tri này mới là lạ. Khi mà cái tâm mình nó bình lặng, thoải mái, tự nhiên nó bắt được một số tín hiệu. Giống như cái máy radar mà tự nhiên nó bắt được một số tín hiệu đâu ở ngoài thần kinh gì đó. Tức là nó ngoài những cái khái niệm mà mình biết. Tức là nó cảm nhận những cái mà nó ngoài cái khái niệm mình biết. Thí dụ như thỉnh thoảng á là thầy giảng, thì có người á là họ đến đặt một câu hỏi. Thì không biết là trong hai người là người nào là linh tri. Tức cái người mà đặt câu hỏi á, có thể là cái người đó đang cảm nhận là thầy sẽ nói chuyện đó. Cho nên tự nhiên cái người đó nghĩ đến cái chuyện đó. Tự nhiên người đó là muốn hỏi cái vấn đề đó. Hay là thầy cảm nhận được cái người đó đang nghĩ đến vấn đề đó mà thầy lại giảng cái vấn đề đó. Mà bây giờ cái đấy không biết, bởi vì đây là linh tri mà. Chứ đâu phải mình đâu có ý thức đâu mà mình biết. Cái biết này là cái biết mà nó linh cảm. Tự nhiên cái mình, tự nhiên cái mình giảng cái điều. Mà cái điều đó là một người ngồi trong thính chúng đấy là đang muốn hỏi cái điều đó. Thì thầy lại là giảng cái điều đó ra. Thay vì họ đang nghe như vậy, họ mới muốn đặt một câu hỏi. Thì thầy là giải thích cái câu hỏi đó mất. Đại khái như vậy. Tức là nó có một cái cảm nhận ở bên trong á, của một cái biết. Mà cái biết này lại không phải là mình ý thức bình thường bên ngoài, mà nó cảm nhận từ đâu bên trong á. Thì cái môn mà có một cái môn học gọi là môn cảm xạ học. Không biết có ai biết môn cảm xạ học hay không? Cái môn cảm xạ này đó, thì người ta dùng cái kiểu linh tri này. Dùng cái kiểu linh tri này để người ta hỏi. Người ta dùng một cái quả lắc. Rồi người ta hỏi cái quả lắc đó. Đặt những câu hỏi để hỏi cái quả lắc đó. Để cho cái quả lắc đó nó trả lời. Thì cái quả lắc này nó trả lời thì nó mình đâu có biết gì đâu. Quả lắc nó trả lời gì thì... Nhưng mà cái quả lắc đó nó lại trả lời rất đúng. À là... Tức là như thế này. Thay vì mình suy nghĩ, thay vì mình tính toán, thì mình để quả lắc làm việc. Tâm mình phải để rộng lặng trong sáng đi. Đừng có nghĩ gì hết, cứ để quả lắc nó làm việc. Thì trong đời sống của mình nó có những cái mà mình hay gọi là giác quan thứ sáu, hay là thần giao cách cảm, hoặc là một cái... Ở đây thầy nghĩ rằng là trong số những người ngồi đây đấy, là có người đã từng là biết trước một cái chuyện mà chưa xảy ra mà rồi sau đó nó xảy ra, mà là tự nhiên biết trước. Thì cái đó là cái linh tri. Cái đó mình đâu có biết bằng tai, bằng mắt, bằng bụi, bằng lưỡi gì đâu, mà là nó linh cảm, nó thấy như vậy. Nó đó là một cái biết rất là lạ. Cái biết này á, không biết là không phải là ý thức, nhưng mà cũng không phải là vô thức. Bởi vì vô thức làm sao biết? Vô thức mà lại mình vẫn biết như vậy, không phải vô thức. Nhưng mà ý thức thì cũng phải, bởi vì mình đâu có ý thức gì đâu, nó tự nhiên nó đến, mình đâu có ý thức gì đâu. À thì cái đó là những cái linh cảm, linh đi hay là linh thì gì đó, đại khái như vậy. Thắng tri là do một cái người mà họ có cái tâm ổn định cao. Linh tri đó thì là bình thường thôi. Bình thường là tại vì khi một cái tâm mình bỗng nhiên nó rộng lặng trong sáng, bỗng nhiên nó không bị gì trói buộc cả,
rồi nó cảm nhận được một cái chuyện gì đó, thì cái đó là linh tri. Thì cái này nó là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng mà cái thắng tri thì là do những cái người mà họ có tu tập, cho nên nó là cái tâm của họ ổn định. Khi cái tâm của họ ổn định thì cái này nó cao hơn cái linh tri một cái là khi họ ổn định, ví dụ như là họ định vào, định tâm vào, khi họ định tâm lại một cái thì họ hướng tâm đến cái điều gì đó thì họ sẽ biết điều đó, tức là nó cao hơn một chút. Nó cao hơn một chút tức là với cái định tâm nó cũng là thuộc cái loài linh tri, cũng thuộc cái loài mà cảm xạ. Nhưng mà họ khi họ định tâm lại thì họ hướng vào cái vấn đề gì đó đó thì tự nhiên họ sẽ thấy ra vấn đề đó. Thì cái này là nó có cái ảnh hưởng của thiền định vào trong đó, tức là cái định tâm đó, định tâm cao. Cái đối tượng của linh tri và thắng tri nó vừa là khái niệm mà vừa là thực tánh, tức là có thể thắng tri và linh tri là đối tượng của nó là thực tánh, cũng có thể đối tượng của nó là khái niệm. Bây giờ đến là tuệ tri. Tuệ tri mới thật sự là cái tâm thiền mà thấy được thực tánh pháp. Cho nên á, cái tuệ tri mới đưa đến giác ngộ, tức là cái tuệ tri này á, nó mới trở thành là tuệ giác. Tuệ tri nó mới trở thành là tuệ giác, cho nên mới giác ngộ được thực tánh pháp. Còn hồi nãy á, là cái giác tri này á, nó cũng là đối tượng của nó là thực tánh pháp, nhưng mà không giác ngộ được. Còn bây giờ tuệ tri đó, tuệ tri thì là cái biết của cái tánh biết. Thì cái tánh biết nó vẫn xuất hiện ở trong giác tri, ở trong tượng tri, ở trong thức tri, ở trong linh tri, ở trong thắng tri thì đều là tánh biết hết. Tuệ tri tức là cái biết khi cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, cái biết của một cái tâm sáng suốt tỉnh tĩnh trong lành, hay là cái biết của cái tâm mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng mức. Khi mà cái sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng mức thì đối tượng cũng là paramattha, đối tượng của trí tuệ là paramattha. Như vậy á, là khi một người, tạm thời mình gọi là một người mà sống thiền, thì cái tâm thiền là một tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, hay là một cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là thoát ra ngoài cái khái niệm chế định, thoát ra ngoài cái tư tưởng quan niệm, hoàn toàn là một tâm rỗng lặng. Thế thì bây giờ cái tâm mà rỗng lặng này đó, cái tâm rỗng lặng thì nó có muốn làm cái này, muốn làm cái kia, hay là muốn đạt cái này, đạt cái nọ không? Không. Cho nên nếu mà mình hành thiền, mà mình đang cố gắng hành thiền để mình đạt cái này, đạt cái kia, hay là mình muốn biết cái này, muốn biết cái nọ, thì cái đó là chẳng bao giờ có thể tới được cái trí tuệ, thiền tuệ được. Không bao giờ. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái mà hoạt động đó là đều là cái hoạt động của tối đa là của tượng tri, của thức tri. Mà nói cho chính xác á, thì nó lại là xuất phát từ cái tâm tham sân si nhiều hơn. Phát xuất từ cái tham sân si, phát xuất từ cái tà kiến tham ái mà mình không biết. Bởi vì là cái việc mà mình tu tập đó, nó được là che, được ngụy trang bởi một cái hình thức là hành thiền, là tinh tấn, là tu tập,
là muốn muốn được lên thiên đàng, muốn được đắc thiền, muốn được niết bàn. Cho nên nó được trang bị bởi những cái ý tưởng, tức là cũng vẫn là khái niệm thôi, nhưng mà trang bị bởi những khái niệm quá đẹp. Cho nên tưởng đâu là mình đang tu tập kia gớm. Thực ra nhìn trắng trợn ra đó thì nó vẫn là tham sân si, cũng là bạn ngã tham sân si. Bởi vì nếu mà mình không thấy được điều đó, mình không thoát ra khỏi cái khái niệm, cái tà kiến và tham ái của cái bạn ngã tham sân si đó, thì không bao giờ có được tuệ tri. Bởi tuệ tri thì nó phải là vượt ra khỏi, bây giờ coi như hoàn toàn rỗng lặng, không có gì cả. Cho nên thầy mới nói thiền là không có làm gì cả. Thiền là không làm gì cả là nghe nói vô lý quá. Thiền người ta là tu muốn chết, mà bây giờ là nói là thiền là không làm gì cả. Nhưng mà tu muốn chết mới là sai đó. Bởi vì cái chữ mà vipassana đó, cái chữ vipassana đó tức là thấy minh bạch. Thấy minh bạch ở đây không có nghĩa là thấy cái cột này nó có bao nhiêu cái phân. Không phải thấy minh bạch theo kiểu đó. Nếu mà thấy minh bạch theo kiểu đó, người ta đưa cái kinh hiện vui vô một cái thì là thì nó minh bạch liền chứ có gì đâu. Nhưng mà như vậy đâu có sao. Như vậy nó đâu có giải thoát gì được. Thấy minh bạch tức là giải thoát ra khỏi những che lấp, những trói buộc, những cái khái niệm, những cái chế định, những cái tà kiến, những cái tham ái mà che lấp cái tâm của mình. Tức là cái tâm nó hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Thì khi đó mới là thấy được thực tánh. Thì cái đó mới gọi là tuệ tri. Còn liệu tri tức là cái tuệ tri đã đi đến chín muồi. Tức là cái tâm của vị này đã hoàn toàn trong sáng, chấm dứt toàn bộ cái che lấp, hay là chấm dứt một phần những cái che lấp mà thực tánh chân đế đã thực sự là hiển hiện, thì cái vị này là thì mới gọi là liệu tri. Như vậy chúng ta thấy là nó có tới cái mà giác tri với linh tri là cái này thầy thêm vào. Còn trong kinh nó chỉ nói là tượng tri, thức tri, thắng tri, tuệ tri, liệu tri thôi. Còn thầy thêm vào cái giác tri với linh tri. Thực ra cái thêm của thầy nó cũng không có thêm gì cả. Bởi vì là nó bao hàm trong đó rồi. Nhưng mà tại vì thầy muốn nêu nó ra riêng ra để cho dễ thấy vậy thôi. Chứ còn là thực ra nó nằm trong năm cái đó cũng đủ rồi. Chẳng phải là thầy phát hiện ra được thêm cái gì mới. Nhưng mà đưa nó ra riêng để mà cho nó rõ thôi. Như vậy á là chúng ta phải xem lại mình. Bởi vì cái cách học á là thế này. Không phải là cứ ở trên này mà ta từ điển mà tìm cái từ này nghĩa gì. Mà là mình phải xem lại mình coi thử là cái lúc nào đó thì giác tri. Lúc nào thì tưởng tri. Lúc nào là thức tri, là linh tri, là thắng tri, tuệ tri gì đó đó. Là mình phải xem trong cái nhận thức hàng ngày trong cuộc sống của mình để thấy ra. Nên nhớ rằng là cái liệu tri này thì mình không dám nói tới, nhưng mà từ tuệ tri đến giác tri đó thì có thể là ai cũng có hết. Nhưng mà nó đến một cách tự nhiên quá làm cho mình không phát hiện ra được là lúc đó chính là trí tuệ. Có những cái lúc tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng và phản ánh tất cả các pháp một cách tự nhiên, lẽ ra lúc đó là tuệ tri rồi đó. Nhưng đôi lúc đó, mình lại phá hỏng cái tuệ tri đó bằng cách là muốn biết cái cột này ra sao. Tức là khởi lên cái muốn biết và muốn được. Chính cái khi mà mình khởi lên cái muốn biết và muốn được đó, nó làm che lấp cái tâm mà rỗng lặng trong sáng đang thấy được sự thật, đang thấy được thực tánh pháp. Cái đó là cái điều đó là cái điều mà mình cần phải là lưu ý.
Mình thường hay bỏ đi cái mà thực ra mình đang có, mà rất nó là cái tâm tột cùng. Ví dụ như khi tâm mình rộng lặng trong sáng là cái tâm đó là tâm đạt đến tột cùng đó, nhưng mình lại không chịu bỏ nó đi. Bỏ nó đi để mà cái bản ngã lại muốn là đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn thấy cái này, muốn thấy cái nọ. Thành ra là chính mình phá hỏng. Chính mình á, chính cái bản ngã tham sân si á, làm phá hỏng cái tánh biết. Vốn nó là có đủ tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi một cái người mà đã có tuệ tri hay là có liệu tri, thì người đó vẫn không bỏ cái giác tri tưởng tri thức tri gì hết. Tức là mấy cái tri nó vẫn có đầy đủ hết. Nói như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ mình không biết Huế là ở đâu. Mình chỉ nghe nói thôi. Mình nghe nói thôi, thành ra mình tưởng tượng. Mình tưởng tượng về Huế thì lúc đó là cái biết của mình về Huế là gọi là tượng tri, phải không? Rồi á, rồi là mình mới có cái tượng tri xong rồi cái mình mới lấy một số sách về viết về Huế, mình mới đọc. Rồi nghe một số người mà người ta đi Huế nhiều đó, người ta về ta kể lại. Cho nên lúc đó mình có một mớ kiến thức về Huế rất là giỏi. Bây giờ ai nói về Huế là có thể đứng lên thuyết trình được đó. Nhưng mà nó cần phải đi qua cái giác tri này. À, cái này là quan trọng đó. Cho nên cái này mới gọi là tri kiến này. Tri kiến á, thì cái này là kiến. Cái giác tri này là thuộc về kiến. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là thuộc về kiến, văn, giác. Cho nên mới gọi là giác tri đó. Còn những cái giới này đó là thuộc về ý thức. Cái giới này thuộc về ý, còn trên này đó thuộc về nhãn, nhị, tị, thiệt, thân. Thế nhưng mà phải qua nhãn, nhị, tị, thiệt, thân thì lúc đó nó mới là có tri kiến thanh tịnh. Tức là phải có trải nghiệm, phải có trải nghiệm qua. Tức là bây giờ mình phải mua máy bay ra Huế, rồi mình mới là đi khắp nơi, đại khái như vậy đó. Mình mới biết là ăn những món ăn ở Huế như thế nào, khí hậu, thời tiết ở Huế như thế nào, sông hương núi ngửi như thế nào, đại khái như vậy. Thì ít ra là mình phải có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thấy được cái thực tánh ban đầu. Ít ra là cũng thấy được cái thực tánh ban đầu của cái Huế. Còn bây giờ nếu mà mình đã hiểu được thế với hết tất cả, nhưng mà một hôm mình đứng nơi cầu Trường Tiền, tâm mình bỗng rộng lặng trong sáng và thấy tất cả cái chữ Huế đều là lặng lẽ thanh tịnh hết, trong thân tâm mình cũng thanh tịnh, bên ngoài tất cả các pháp ở Huế đều thanh tịnh hết, ngay cái lúc đó là tuệ tri đấy. Ngay lúc đó là tuệ tri. Tức là vẫn thấy Huế, nhưng mà không phải thấy qua tượng tri, không phải thấy qua cái kiến thức, mà là thấy với một tâm hoàn toàn lặng lẽ, và tất cả cái Huế đó nó hiện ra một cách rõ ràng. Tất cả hiện ra giống như một tấm gương sáng hoàn toàn, trong sáng thấy tất cả các pháp, thì cái đó mới là tuệ tri. Còn liệu đi thì nói để biết vậy thôi. Liệu đi cũng chính là tuệ tri, liệu đi cũng chính là tuệ tri, nhưng mà chính cái lúc mà mọi cái tà kiến và tham ái không còn, cho nên á là bây giờ chúng ta mới nói qua cái đối tượng. Ở đây là nói về nhận thức. Những cái điều mà thầy vừa kể đây đó là nói về nhận thức. Vậy thì bây giờ trước khi mà mình nói về thiền, thì mình phải biết nhận thức là thế nào. Thiền chính là nhận thức đúng sự thật. Chứ không có thiền là cái gì cả. Thiền không có làm gì cả.
thiền chỉ có nhận thức đúng thôi, chứ không có làm gì hết. Bởi vì khi nhận thức đúng á, thì cái làm mà không làm, làm mà vẫn vô vi. Cho nên mình nói là không vô tướng, vô tác, vô cầu, tức là vẫn vô vi.